app VietJack, hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì, vào thư viện app, tải ngay app VietJack. Thân mến chào các bạn, cô Ngọc Anh rất vui được đồng hành cùng với các bạn ở trong năm học lớp 9 này. Như vậy là như cô đã hướng dẫn với các bạn, giới thiệu với các bạn thì các bạn cũng đã biết được rằng là ở trong chương trình lớp 9 của chúng ta thì chúng ta sẽ có một số những cái nội dung tiêu biểu cần phải chú ý, đó chính là 2 kiệt tác, 5 truyện ngắn và 9 bài thơ đúng không? 2 kiệt tác mà cô muốn nhắc đến với các bạn đó chính là tác phẩm truyện Kiều và tác phẩm truyện Lục Vân Tiên. Chúng ta đã được học một số những đoạn trích tiêu biểu, đồng thời là học những cái nét khái quát nhất về truyện Kiều rồi. Trong bài học ngày hôm nay thì cô sẽ tiếp tục hướng dẫn với các bạn để có thể tìm hiểu một số đoạn trích của kiệt tác thứ 2 của văn học dân tộc, đó chính là truyện Lục Vân Tiên nhé. Ở trong phần này thì nội dung của bài khá là dài, nên là các bạn hãy chú ý chúng ta trước khi mà xem video bài giảng này, đồng thời là tham khảo cái nội dung mà VietJack đã hướng dẫn để các bạn có thể soạn bài. Thì các bạn hãy chú ý đọc 1 đến 2 lượt nội dung của bài trong sách giáo khoa để có thể hiểu được nội dung của bài nhé. Ngay sau đây cô sẽ hướng dẫn thì các bạn có thể tìm hiểu chung. Thứ nhất là về tác giả Nguyễn Đình Chiểu, và thứ hai là về đoạn trích Kiều Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga này. Đầu tiên chúng ta sẽ có phần 1 nhỏ tác giả. Các bạn sẽ có nội dung chú thích về tác giả ở sách giáo khoa trang 112 nhé. Chúng ta sẽ có Nguyễn Đình Chiểu thì sinh năm 1822, mất năm 1888. Tên tục gọi là Đồ Chiểu, quê mẹ thì ở Gia Định, còn quê cha thì ở Thừa Thiên Huế nhé. Các bạn hãy chú ý đầu tiên, Nguyễn Đình Chiểu này. Tác giả Nguyễn Đình Chiểu, hay còn gọi là Đồ Chiểu này. Chúng ta chú ý một chút đến năm sinh 1822, 88. Và chúng ta có quê cha thì ở Huế này, còn quê mẹ thì ở Gia Định này. Các bạn chú ý một chút, Gia Định là tên gọi địa danh của trước kia, của ngày xưa thôi. Còn bây giờ thì chúng ta đã có đây là thuộc thành phố Hồ Chí Minh rồi nhé. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng chú ý một số những yếu tố liên quan đến cuộc đời của tác giả này. Các bạn hãy chú ý cuộc đời. Phần nội dung ở trong sách giáo khoa thì đưa đến với các bạn thông tin chú thích về tác giả Nguyễn Đình Chiểu khá là dài ở trang 112 và 113. Tuy nhiên thì cô sẽ chỉ tóm tắt với các bạn một số những cái yếu tố chính liên quan đến cuộc đời của tác giả thôi. Đầu tiên các bạn hãy chú ý đến xuất thân này. Tác giả Nguyễn Đình Chiểu thì xuất thân trong một gia đình quan lại nhỏ, học giỏi và có lòng hiếu thảo. Các bạn hãy chú ý đó chính là cái tấm lòng của Nguyễn Đình Chiểu thì kể cả những cái người đời sau vẫn luôn luôn ca ngợi đây là một nhân vật giàu tình nghĩa này, có tình yêu nước, thương dân, và cái việc mà được người đời sau mà nể phục và lên lầu có tiếng ngợi ca như vậy thì đây quả thực là một nhân vật có tình yêu thương hết sức là ý nghĩa đúng không? Các bạn hãy chú ý đây là xuất thân của Nguyễn Đình Chiểu là trong một gia đình quan lại nhỏ này. Đồng thời thì tác giả Nguyễn Đình Chiểu học rất giỏi. Tiếp theo thì các bạn hãy chú ý nữa, đó chính là cuộc đời riêng của tác giả Nguyễn Đình Chiểu thì là một cái cuộc đời đầy bi kịch nhất. Tác giả thì bị mù này, và con đường công danh thì rất là dang dở. Trong phần sách giáo khoa trong 113 có tóm tắt với các bạn về nội dung của tác phẩm Lục Vân Tiên, và nhân vật Lục Vân Tiên ở trong tác phẩm này là một nhân vật mang những cái tư tưởng lý tưởng của Nguyễn Đình Chiểu. Đồng thời thì chúng ta sẽ thấy những cái yếu tố ví dụ như là bị mù này, con đường công danh dang dở này, và hành hiệp trượng nghĩa giúp đời là những cái điều dường như rất giống ở con người thực sự của Nguyễn Đình Chiểu nhé. Các bạn hãy chú ý đến cuộc đời riêng này. Cuộc đời của tác giả thì bị mù này. Mặc dù học rất giỏi nhưng mà con đường công danh thì lại dang dở. Con đường công danh thì dang dở. Và các nhà nghiên cứu thì đánh giá đây là một cuộc đời gặp rất là nhiều bi kịch nhé. Gặp nhiều bi kịch. Đồng thời sau khi mà phân tích, sau khi mà chỉ ra một số những yếu tố liên quan đến xuất thân liên quan đến cuộc đời của tác giả, thì các bạn hãy chú ý hơn một chút đến cái tư tưởng yêu nước của tác giả nhé. Các bạn hãy chú ý đến tư tưởng này. Cái tư tưởng yêu nước của tác giả thì được thể hiện qua trang sách này, được thể hiện qua thơ ca, đặc biệt còn được thể hiện qua cả hành động của tác giả nữa. Các bạn sẽ thấy được rằng là tác giả Nguyễn Đình Chiểu là một nhà thơ lớn của đất nước ta ở nửa sau thế kỷ 19. Và ông thì có một cái sự đau xót trước cái cảnh là đất nước bị giặc Pháp xâm lăng. Và người dân Nam Bộ thì cái phần đất của người dân Nam Bộ ấy, dần dần bị mất vào tay giặc. Và ở trong cái hoàn cảnh đó, khi mà biết được rằng Nguyễn Đình Chiểu là một người rất là có tiếng nói này, là một người rất uy tín, Pháp có ý định mua chuộc Nguyễn Đình Chiểu thì Nguyễn Đình Chiểu đã không hề hợp tác với Pháp. Các bạn hãy chú ý đó chính là Nguyễn Đình Chiểu là một người có tư tưởng yêu nước này, thương dân và rất là căm ghét giặc Pháp này. Phần cuối cùng ở trong cuộc đời của tác giả thì các bạn hãy chú ý giúp cô, đó chính là tác giả Nguyễn Đình Chiểu là một nhà thơ lớn, có tinh thần yêu nước, có tư tưởng dân tộc rất là tiến bộ ở nửa sau của thế kỷ 19 nhé. Các bạn hãy chú ý đây là một nhà thơ lớn ở nửa sau thế kỷ 19 này. Được chưa nhỉ? Tiếp theo thì các bạn hãy chú ý, sau khi mà tìm hiểu về các yếu tố liên quan đến tiểu sử, đến cuộc đời, thì các bạn hãy chú ý đến sự nghiệp sáng tác nhé. Sự nghiệp sáng tác của tác giả Nguyễn Đình Chiểu này. Tác giả Nguyễn Đình Chiểu thì có rất là nhiều các sáng tác liên quan đến văn hóa, đến cuộc sống của người dân Nam Bộ. Tuy nhiên, điều đầu tiên mà chúng ta cần phải nhắc đến đó chính là tất cả các tác phẩm thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu thì đều được viết bằng chữ nôm nhé. Các bạn hãy chú ý, tất cả này tác phẩm đều được viết bằng chữ nôm. Đó chính là chúng ta hãy nhấn mạnh, chúng ta hãy nhớ giúp cô, đó chính là nội dung chính của các tác phẩm này. Nội dung chính của các tác phẩm mà Nguyễn Đình Chiểu sáng tác, đó chính là các tác phẩm này thì đều thấm đẫm tư tưởng nhân nghĩa này, giàu lòng yêu nước, thương dân này. Các bạn hãy chú ý đến tư tưởng nhân nghĩa. Tư tưởng nhân nghĩa này, yêu nước và thương dân này. Như vậy là chúng ta thấy được rằng là cái tư tưởng của tác giả Nguyễn Đình Chiểu thì không chỉ thể hiện qua hành động của ông đâu, mà còn thể hiện rất là rõ ràng qua các sáng tác của ông nữa nhé. Tiếp theo thì các bạn hãy chú ý đó chính là các tác phẩm tiêu biểu này. Tác phẩm tiêu biểu. Một số tác phẩm tiêu biểu được kể đến ở trong sự nghiệp sáng tác của tác giả Nguyễn Đình Chiểu. Đầu tiên chúng ta phải kể đến tác phẩm Lục Vân Tiên nhé, chuyện Lục Vân Tiên này. Đây là tác phẩm mà hôm nay trong bài học này thì chúng ta sẽ học một đoạn trích. Tiếp theo thì các bạn có thể chú ý chúng ta có văn tế nghĩa sĩ cần duộc. Thì bài này chúng ta sẽ được học ở bậc trung học phổ thông. Các bạn hãy chú ý nhé. Văn tế nghĩa sĩ cần duộc này. Văn tế nghĩa sĩ cần duộc. Hoặc là các bạn chú ý đến tác phẩm chạy giặc này. Đây cũng là một cái tác phẩm rất là nổi tiếng của ông. Ngoài ra thì tác giả Nguyễn Đình Chiểu còn có một số những cái tác phẩm nữa mà các bạn cần phải lưu ý. Ví dụ như là Văn tế Trương Định này, hoặc là các tác phẩm khác nữa ở trong cuộc đời thì các bạn có thể chú ý để có thể tìm đọc thêm. Cuối cùng thì các bạn hãy chú ý thêm nữa, đó chính là sau khi mà tìm hiểu về cái nội dung của các tác phẩm này, các tác phẩm tiêu biểu này, các bạn hãy chú ý đến nghệ thuật nhé. Nghệ thuật của tác giả Nguyễn Đình Chiểu được thể hiện qua các tác phẩm thơ văn của mình, đó chính là bên cạnh việc thể hiện cái tư tưởng nhân nghĩa, cái tấm lòng yêu nước, căm thù giặc, thương dân vô cùng của tác giả, thì tác giả còn thể hiện với chúng ta những cái nghệ thuật, ví dụ như là ngôn ngữ này. Ngôn ngữ mà các tác giả sử dụng trong các tác phẩm thơ văn của mình thì là ngôn ngữ đậm chất Nam Bộ. Nếu như người miền Bắc chúng ta có tác phẩm Gối đầu giường là truyện Kiều thì người dân Nam Bộ cũng vậy. Họ có tác phẩm Lục Vân Tiên là tác phẩm Gối đầu giường. Đây là một cái tác phẩm mang tư tưởng nhân nghĩa này, yêu nước, thương dân, đồng thời thì cũng mang rất nhiều những cái tư tưởng tiêu biểu cho những cái phẩm chất đạo đức tốt của con người, của người anh hùng trong thời xưa, là một nhân vật lý tưởng được nhân dân rất là yêu mến, đúng không? Vậy thì các bạn hãy chú ý đến các nội dung này nhé. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ chú ý đến phần thứ hai, tìm hiểu về đoạn trích trong bài học ngày hôm nay. Trong phần thứ hai này, khi mà tìm hiểu về tác phẩm thì chúng ta sẽ cùng chú ý phần đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chuyện Lục Vân Tiên với những cái nét khái quát nhất. Thứ hai, chúng ta sẽ chú ý đến vị trí của đoạn trích, và phần thứ ba thì chúng ta sẽ chú ý đến bố cục của đoạn trích nhé. Các bạn chú ý này, A nhỏ, chúng ta sẽ có tác phẩm chuyện Lục Vân Tiên. Chú thích ở sách giáo khoa trong 112 thì có đưa đến với chúng ta thông tin đó chính là chuyện Lục Vân Tiên là một chuyện thơ nôm của Nguyễn Đình Chiểu và được sáng tác vào khoảng đầu những năm 50 của thế kỷ 19 nhé. Các bạn chú ý này, đây là chuyện thơ nôm này. Chuyện thơ nôm. Và thời gian sáng tác là vào khoảng đầu những năm 50 này. 50 của thế kỷ 19. Đồng thời thì chúng ta sẽ có thêm thông tin đó chính là đây là một cái tác phẩm mà được lưu truyền rộng rãi dưới hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian, ví dụ như là kể thơ này, nói thơ Lục Vân Tiên này, hoặc là hát Vân Tiên chẳng hạn. Ở Nam Kỳ và Nam Trung Kỳ thì những cái hình thức này được sử dụng rất là rộng rãi. Đồng thời thì các bạn sẽ thấy được rằng là như cô đã giới thiệu thì tác phẩm này có cái sức ảnh hưởng vô cùng là lớn, vô cùng rộng rãi đối với nhân dân toàn quốc, đặc biệt là nhân dân ở Nam Trung Kỳ và Nam Kỳ nhé. Các bạn sẽ thấy được rằng là cái tác phẩm này là một trong những tác phẩm được in rất nhiều lần, và bởi thế nên là nó có rất là nhiều các văn bản khác nhau. Có khi các bạn sẽ thấy được rằng là các cuốn truyện Lục Vân Tiên thì bị thêm hay là bớt cả trăm câu thơ. Tuy nhiên thì theo cái văn bản thường dùng hiện nay thì truyện có 2082 câu thơ lục bát. Các bạn hãy chú ý này, nó truyện bao gồm này 2082 câu thơ lục bát. Và một điều nữa cần phải khẳng định đó là sức lan truyền rộng rãi này. Rộng rãi của người dân Nam Bộ và Nam Trung Bộ này. Các bạn sẽ thấy được rằng là cái sức lan truyền rộng rãi của tác phẩm này thì không chỉ thể hiện qua việc là người ta thuộc rất là nhiều những cái bài thơ, những cái dòng thơ của truyện Lục Vân Tiên này. Người ta sử dụng những cái câu thơ, những cái ý thơ của truyện Lục Vân Tiên ở trong cuộc sống hàng ngày, mà những cái hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian, ví dụ như là kể thơ, nói thơ Vân Tiên hay là hát Vân Tiên thì được diễn ra rất là thường xuyên ở cuộc sống của những người dân Nam Kỳ và Nam Trung Kỳ nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần B. Ở phần B này thì chúng ta hãy chú ý đến vị trí của đoạn trích này. Ở trong sách giáo khoa trang 113 ấy, sau khi mà có những cái nét giới thiệu sơ qua về tác phẩm Lục Vân Tiên thì sách giáo khoa có đưa đến với chúng ta cái việc tóm tắt những nội dung cụ thể, những cái nội dung cơ bản nhất của tác phẩm này. Tuy nhiên thì nội dung của nó khá là dài nên các bạn hãy cố gắng tự tìm hiểu nhé. Cô chỉ đưa đến với các bạn thông tin đó chính là nhân vật chính, nhân vật trung tâm của tác phẩm này đó chính là Lục Vân Tiên. Và nhân vật này thì mang những cái tư tưởng, mang những cái lý tưởng của tác giả Nguyễn Đình Chiểu rất là nhiều. Các bạn chú ý đoạn trích mà chúng ta được học ở trong bài ngày hôm nay đó chính là đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga thì được nằm ở phần đầu của truyện nhé. Chúng ta có đoạn trích nằm ở phần đầu của truyện này. Tiếp theo thì các bạn hãy lưu ý đến nội dung của phần này nhé. Nội dung của phần này như đúng tên gọi của đoạn trích do người soạn sách giáo khoa đặt đó chính là Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga, đúng không? Thì qua cái đoạn trích này tác giả đã thể hiện rõ cái khát vọng hành đạo giúp đời. Các bạn hãy chú ý này, nội dung đó chính là hành hiệp giúp đời. cái hành động hành hiệp giúp đời của nhân vật Lục Vân Tiên này. Và qua đó thì chúng ta biết rõ được tư tưởng của tác giả, đó chính là cái khát vọng hành hiệp giúp đời này. Như vậy là các bạn sẽ thấy mặc dù là chúng ta luôn luôn nói về việc là nhân vật Lục Vân Tiên là một nhân vật mang cái lý tưởng của tác giả Nguyễn Đình Chiểu, tuy nhiên phải phân tích vào từng đoạn trích cụ thể thì chúng ta mới biết được rằng là cái tư tưởng nhân nghĩa hoặc là lý tưởng hoặc là khát vọng của tác giả Nguyễn Đình Chiểu cụ thể là như thế nào, đúng không? Tiếp theo, C nhỏ chúng ta sẽ chú ý đến bố cục của đoạn trích nhé. Đoạn trích Lục Vân Tiên ở trong sách giáo khoa thì khá là dài, tuy nhiên các bạn sẽ thấy được rằng là một câu chuyện nhỏ thì đã được mang đến với chúng ta, và chúng ta sẽ biết được rằng là sau khi mà Lục Vân Tiên có cái hành động trượng nghĩa cứu Kiều Nguyệt Nga thì cái cuộc nói chuyện giữa hai người đã diễn ra như thế nào, và qua cuộc nói chuyện đó thì thể hiện được cái phẩm chất, những cái nét tính cách tốt đẹp của cả hai nhân vật Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga là như thế nào nhé. Các bạn hãy chú ý với cái đoạn trích ở trong sách giáo khoa khá là dài thì chúng ta sẽ phân tích, chúng ta sẽ chia bố cục của cái đoạn trích này với hai phần này. Hai phần. Phần đầu tiên thì chúng ta sẽ có 14 câu thơ đầu, là 14 câu thơ nói về nội dung Lục Vân Tiên đã đánh tan cái toán cướp, tiêu diệt tên cầm đầu Phong Lai và cứu được tiểu thư Kiều Nguyệt Nga, đúng nhá. Các bạn có 14 câu đầu này. Cô sẽ tóm tắt lại là Lục Vân Tiên đánh cướp nhé. Lục Vân Tiên đánh cướp này. Và cuối cùng thì chúng ta có thêm một cái đoạn phía sau khá là dài, đó chính là 44 câu thơ còn lại. Thì với 44 câu thơ này, các bạn sẽ thấy được rằng là đây là cuộc trò chuyện giữa Lục Vân Tiên với Kiều Nguyệt Nga sau trận đánh. Và đây chính là cái thời điểm để họ có thể là bày tỏ tình cảm. Kiều Nguyệt Nga có thể bày tỏ sự biết ơn, cảm phục, đồng thời là bày tỏ tình cảm của mình với Lục Vân Tiên, đúng không? Các bạn chú ý đây là cuộc trò chuyện này. Cuộc trò chuyện giữa Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga nhé. Như vậy là cô đã hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu được về tác giả cũng như là tác phẩm, đồng thời là đoạn trích mà chúng ta sẽ được học ở trong bài ngày hôm nay. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 La Mã, đó chính là phân tích đoạn trích này nhé. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 La Mã, đó chính là tìm hiểu chi tiết nội dung của bài này nhé. Như các bạn đã thấy thì cô đã phân chia giúp các bạn bố cục của bài này đó là hai phần. Phần thứ nhất chúng ta có việc đó chính là Lục Vân Tiên thì đã ra tay hành hiệp trượng nghĩa để có thể là đánh tan bọn cướp. Và phần thứ hai đó chính là cuộc trò chuyện giữa Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga. Và các bạn sẽ thấy được rằng là ở trong phần tìm hiểu chi tiết này thì cô sẽ hướng dẫn để các bạn có thể tìm hiểu về hai hình tượng. Thứ nhất đó là hình ảnh của Lục Vân Tiên và thứ hai sẽ là hình ảnh của Kiều Nguyệt Nga nhé. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ có phần 1 nhỏ tìm hiểu về hình ảnh Lục Vân Tiên. Và cô muốn các bạn sẽ tìm hiểu phần này với hai cái sự kiện chính mà chúng ta cần phải phân chia rõ ràng ra. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về hình ảnh của Lục Vân Tiên khi mà đánh cướp này. Và phần thứ hai sẽ là hình ảnh của Lục Vân Tiên khi mà gặp Kiều Nguyệt Nga là như thế nào nhé. Chúng ta sẽ chú ý phần đầu tiên đó chính là Lục Vân Tiên đánh cướp này. Khi mà phân chia nội dung hai phần ra như vậy thì chúng ta sẽ biết được rằng là cái hành động này, cái cách cư xử của nhân vật chính của chúng ta ở mỗi hoàn cảnh khác nhau là như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta có Lục Vân Tiên đánh cướp với cái hoàn cảnh gặp cái bọn cướp là như thế nào nhé. Các bạn chú ý chúng ta có hoàn cảnh phần đầu tiên ở trong sách giáo khoa trang 109 thì đã đưa đến với các bạn nội dung này. Chúng ta sẽ có này, Vân Tiên ghé lại bên đàng, bẻ cây làm gậy, nhằm làng xông vô. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy hoàn cảnh gặp cướp của Lục Vân Tiên ở trong trường hợp này đó chính là trên đường đi thi thì gặp bọn cướp đang hoành hành, gây nhiễu, gây rối với nhân dân nhé. Các bạn chú ý hoàn cảnh là trên đường đi thi này. Trên đường đi thi thì Lục Vân Tiên đã gặp toán cướp đang hoành hành này. Và làm khổ nhân dân. Và với tính cách của Lục Vân Tiên thì chàng đã ghé lại bên đàng, bẻ cây làm gậy và nhằm làng sông vô, đúng nhá. Các bạn hãy chú ý đến hành động này. Hành động của Lục Vân Tiên. Hành động của chàng sẽ là bẻ cây này, bẻ cây làm gậy và nhằm làng sông vô, đúng nhá. Hành động của Lục Vân Tiên ở trong thời điểm này là không hề có một cái sự chủ đích và cũng không hề có một cái sự tính toán gì cả. Mặc dù toán cướp Phong Lai là một toán cướp rất là hung dữ, táo tợn, tuy nhiên thì dường như là Lục Vân Tiên không hề quản hề nà đến những cái chuyện đó mà có một cái hành động ngay lập tức, đó chính là bẻ cây làm gậy và xông vô cái toán cướp để có thể là giúp đỡ cho dân làng, đúng không? Thì các bạn hãy chú ý này, sau khi mà chúng ta phân tích về hoàn cảnh, về hành động của Lục Vân Tiên thì chúng ta hãy cùng chú ý đến lời nói nhé. Chúng ta có lời nói. Lời nói của Lục Vân Tiên thì được tác giả đưa đến với chúng ta ở ngay dòng thơ thứ 3, thứ 4 của cái đoạn trích này, đúng không? Kêu rằng bớ đảng hung đồ, chớ quen làm thói hồ đồ hại dân. Thì chính cái lời nói này đã thể hiện cái sự căm tức của Lục Vân Tiên đối với toán cướp này. Các bạn hãy chú ý đến cái lời nói bớ đảng hung đồ. Thì cái lời nói này đã thể hiện cái sự căm tức này của Lục Vân Tiên với toán cướp này. Đồng thời cùng với cái lời nói như vậy thì chúng ta sẽ thấy được cái thái độ của Lục Vân Tiên ngay thời điểm đó, đúng không nhỉ? Thái độ này không chỉ là sự căm tức với toán cướp này đâu, mà các bạn sẽ thấy được rằng là chàng còn có một cái sự sục sôi, đó là chớ quen làm thói hồ đồ hại dân. Thì cái từ hồ đồ này đã được phần sách giáo khoa chú thích với chúng ta ở cái phần chú thích số 2. Hồ đồ có nghĩa là lơ mơ, không rõ ràng, thiếu căn cứ rõ ràng. Mà ở trong câu thơ này thì tác giả muốn nói với chúng ta ở đây cái nội dung đó chính là cái thói cướp của toán giặc Phong Lai này là một cái thói làm càn không chính đáng, đúng không? Hành động cướp bóc của nhân dân thì đúng là một hành động không chính đáng rồi. Và Lục Vân Tiên thì đã nhìn kỹ ra điều đó ngay trong lời nói đầu tiên. Thì chàng đã chỉ rõ ra cái sự không chính đáng trong hành động của toán cướp, đúng không? Các bạn hãy chú ý cái thái độ của Lục Vân Tiên ở đây là sục sôi này, sục sôi và chỉ rõ cái sự hồ đồ này, bất chính này trong việc làm của toán cướp. Tiếp theo thì các bạn sẽ thấy được rằng là với cái hành động, với cái thái độ sục sôi, với cái thái độ căm tức của Lục Vân Tiên như vậy thì chúng ta thấy được một cái hành động trái ngược, đó chính là hành động của bọn cướp Phong Lai, đúng nhá. Các bạn hãy chú ý một cái chi tiết nói đến toán cướp Phong Lai này. Ở đây chúng ta có cái câu thơ đó chính là Phong Lai mặt đỏ phừng phừng. Mặt đỏ phừng phừng này. Chúng ta chú ý thêm đến cái phần chú thích này nhé. Phần chú thích thứ 3 ở trong sách giáo khoa trang 114 các bạn sẽ có này. Từ Phong Lai ở đây là tên kẻ cầm đầu của bọn cướp. Và chúng ta sẽ thấy rõ được cái thái độ của bọn cướp này, đó chính là cái sự hung dữ và thách thức cái hành động của Lục Vân Tiên, đúng không? Chúng ta sẽ thấy sự hung dữ này và dường như còn thách thức Lục Vân Tiên nữa. Đồng thời các bạn sẽ thấy được rằng là cái toán cướp này không chỉ là hung hăng, không chỉ dữ tợn làm càn đâu, mà còn rất là đông nữa. Tuy nhiên thì Lục Vân Tiên chỉ có một mình thôi. Và chúng ta sẽ thấy được rằng là cái hình ảnh của Lục Vân Tiên nó sẽ rất là nhiều những điểm trái ngược với toán cướp này nhé. Chúng ta sẽ có này, lực lượng của hai bên thì không cân xứng. Lực lượng hai bên thì không cân xứng. Nếu như có những kẻ khôn ngoan và biết tính toán thì sẽ cho rằng là lực lượng hai bên không cân xứng như thế này, một mình thì không thể nào mà chống lại toàn cướp Phong Lai được, thì sẽ dễ có nhiều người nản bước mà không giúp đỡ. Tuy nhiên thì Lục Vân Tiên, hành động của chàng ở thời điểm này đó chính là bẻ cây làm gậy, nhằm làng xông vô. Cái hành động của chàng là ngay lập tức, không hề có tính toán gì cả. Và cái hành động này thì đã thể hiện cái bản chất anh hùng của chàng, đúng nhỉ? Các bạn sẽ thấy được rằng là lực lượng hai bên, Lục Vân Tiên ở đây chỉ có một mình và vũ khí rất là thô sơ, đó chính là gậy thôi. Các bạn sẽ có nhá, Vân Tiên này, Lục Vân Tiên này, thì ở đây là một mình. Và vũ khí thì chỉ có gậy thôi. Cái gậy này thì vô cùng thô sơ rồi, đó chính là bẻ cây ở bên đường. Còn toán cướp Phong Lai thì sao nhỉ? Các bạn hãy chú ý đến toán cướp này. Toán cướp ở đây thì rất là nhiều người này, thái độ thì hung hăng côn đồ. Và đồng thời thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái vũ khí của họ rất là nhiều gươm giáo này, rõ ràng là tác giả đang đưa đến cho chúng ta một cái sự đối lập ở trong trường hợp này, khi mà đưa đến cho chúng ta cái lực lượng của hai bên là không hề cân xứng. Lục Vân Tiên chỉ có một mình thôi. Và qua cái hành động, qua cái cách ứng xử của Lục Vân Tiên thì càng thể hiện được cái bản chất anh hùng, bản lĩnh anh hùng của chàng, đúng nhỉ? Các bạn hãy chú ý đến cái cách ứng xử của Lục Vân Tiên này. Cách ứng xử trước cái thế giặc vừa đông người vừa hung dữ như vậy thì cách ứng xử của Lục Vân Tiên là gì nhỉ? Chúng ta sẽ có Vân Tiên tả đột hữu sung này, tả đột hữu sung. Vân Tiên tả đột hữu sông, khác nào Triệu Tử phá vòng đương đa. Các bạn chú ý đến cái phép so sánh nhé. Phép so sánh. Phép so sánh của tác giả ở đây là một cái phép so sánh ngang bằng. Và chúng ta sẽ có cái dòng thơ đó chính là khác nào Triệu Tử phá vòng đương gia. Thì ở trong phần này, chủ thích sách giáo khoa đã đưa đến với chúng ta cái phần giải thích khá là rõ ràng rồi. Đó chính là tả đột hữu dung, ở đây còn có một cái cách nói nữa là tả đột hữu dung thì có nghĩa là đánh vào bên trái, đánh thẳng vào bên phải. Ý nói ở đây đó chính là cái tư thế chủ động của Lục Vân Tiên khi mà tung hoành, khi mà lâm trận, đúng nhỉ? Các bạn hãy chú ý đến cái sự chủ động, phong thái chủ động của Lục Vân Tiên. Đồng thời thì cái phép so sánh của tác giả ở đây chúng ta có khác nào Triệu Tử phá vòng đương giang. Thì ở đây chúng ta có được một cái nhân vật và một sự kiện ở trong thời Tam Quốc thời xưa. Đó chính là nhân vật Triệu Vân, tên chữ là Triệu Tử Long, đúng nhỉ? Đây là một vị tướng trẻ có tài của Lưu Bị trong thời Tam Quốc. Và khi mà Lưu Bị quân Tào Tháo đánh đuổi, bị vây đến Đương Dương, hay là ở trong tác phẩm này tác giả Nguyễn Đình Chiểu đã nhắc đến với chúng ta đó chính là vòng đương giang đấy. Thì các bạn sẽ thấy được rằng là Lưu Bị thì đã phải bỏ cả vợ con để chạy về phía Nam. Và chính Triệu Tử Long đã một mình phá vòng vây của Tào Tháo để có thể bảo vệ A Đẩu là con nhỏ của Lưu Bị thoát khỏi cái vòng vây đó. Vì vậy nên là Triệu Tử Long hay là Triệu Vân là một nhân vật anh hùng trẻ đã được rất là nhiều những người dân, nhân dân ở đất nước ta cảm thấy cảm phục, cảm mến, đúng nhỉ? Và ở đây khi mà đưa đến một cái sự so sánh về nhân vật Lục Vân Tiên của chúng ta ở đây có một cái hành động rất là giống với Triệu Tử Long như vậy, thì tác giả đang thể hiện với chúng ta một cái thái độ rất là kính trọng, đồng thời là một cái thái độ ngợi ca trước hành động của Lục Vân Tiên, đúng nhỉ? Vậy các bạn hãy chú ý nhé. Phép so sánh ở đây thì càng khẳng định cái sự ngưỡng mộ của tác giả đối với Lục Vân Tiên này. Thể hiện thái độ. Phép so sánh thì thể hiện thái độ này. Bên cạnh cái nội dung đó chính là muốn nói lên cái tư thế chủ động này, nói đến cái thái độ lâm trận của Lục Vân Tiên, thì tác giả còn thể hiện cái thái độ rất là trân trọng đối với nhân vật này nhé. Như vậy là với những dòng thơ đó thì chúng ta thấy được rằng là tác giả thì đang miêu tả Lục Vân Tiên ở đây hiện lên như là một dũng tướng tài ba, đúng nhỉ? Các bạn hãy chú ý này, Lục Vân Tiên thì hiện lên này như một dũng tướng tài ba. Như một dũng tướng tài ba. Đồng thời thì các bạn sẽ có thể thấy được rằng là cái hành động của Lục Vân Tiên là một cái hành động chiến đấu về tình yêu thương con người, vì nhân dân, chứ không hề có một cái sự toan tính nào, không hề có một cái mục đích vụ lợi cá nhân nào, đúng không? Các bạn hãy chú ý này, Lục Vân Tiên thì chiến đấu vì nhân dân này. Đây chỉ đơn thuần là một cái hành động hành hiệp, trượng nghĩa, giúp đời, giúp người thôi, chứ không hề có một cái vụ lợi toan tính cá nhân nào. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng chú ý sau tất cả những cái hành động tà đột hữu xu, sau tất cả những cái sự chủ động ở trong tình thế đó của Lục Vân Tiên thì chúng ta sẽ có kết quả, đó chính là việc toán cướp Phong Lai bị đánh tan nhé. Chúng ta sẽ có kết quả ở trong phần này này. Kết quả được thể hiện qua hai dòng thơ, đó chính là Phong Lai chẳng kịp trở tay, bị Tiên một gậy thác lầy thân vong, đúng nhá. Các bạn hãy chú ý kết quả ở đây đó chính là bọn giặc này thì chẳng kịp trở tay. Dòng thơ bị Tiên một gậy thác giày thân vong là một cái dòng thơ nói về kết quả thảm bại của tên đứng đầu toán cướp là tên Phong Lai, đúng nhá. Các bạn hãy chú ý đó chính là giặc thì chẳng kịp trở tay và đã bị đánh tan này. Như vậy là ở trong phần đầu tiên này, khi mà phân tích về hình ảnh của Lục Vân Tiên ở trong cái việc đó chính là đánh cướp, thì chúng ta hãy cùng chú ý một chút đến cái hình ảnh của Lục Vân Tiên được tác giả xây dựng ở trong phần này, đồng thời chú ý đến tư tưởng của tác giả nhé. Các bạn hãy chú ý đưa ra nhận xét này. Đồng thời, đầu tiên các bạn hãy chú ý về hình ảnh của Lục Vân Tiên này. Hình ảnh Lục Vân Tiên được tác giả xây dựng ở trong phần này là hình ảnh của một người anh hùng có những cái hành động hành hiệp, trượng nghĩa, giúp đời, giúp người, đúng không? Các bạn hãy chú ý đó chính là hình ảnh của một người anh hùng. Hành hiệp, trượng nghĩa, giúp đời này. Hành hiệp, trượng nghĩa, giúp đời. Đồng thời thì các bạn hãy chú ý thêm một chút, đó chính là sau khi mà phân tích về hình ảnh của Lục Vân Tiên thì chúng ta hãy chú ý đến tư tưởng của tác giả nhé. Chúng ta có tư tưởng của tác giả Nguyễn Đình Chiểu này. Rõ ràng rằng ở đây thì tác giả đã gửi gắm một cái tư tưởng, một cái lý tưởng vào trong nhân vật anh hùng này, đúng nhỉ? Các bạn sẽ thấy được rằng là tác giả đã xây dựng lên một cái nhân vật lý tưởng để thể hiện cho cái khát vọng của nhân dân. Đó chính là khát vọng về việc luôn luôn có một cái người anh hùng có đủ sức mạnh, có đủ dũng khí để có thể là có tấm lòng vị tha này, vì nghĩa quên mình này, luôn luôn cứu giúp những người dân lành trong những cái hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm, đúng nhá. Các bạn hãy chú ý đến cái khát vọng hành hiệp, trượng nghĩa, giúp đời này. Và rõ ràng rằng là cái khát vọng, cái lý tưởng đó của Nguyễn Đình Chiểu thì được thể hiện rất là rõ ràng qua nhân vật Lục Vân Tiên, đúng nhá. Tiếp theo, sau khi mà chúng ta phân tích về việc là Lục Vân Tiên là một cái người anh hùng khi mà chiến đấu, thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng phân tích xem rằng là Lục Vân Tiên khi mà cư xử, khi mà gặp gỡ với Kiều Nguyệt Nga thì sẽ như thế nào nhé. Chúng ta hãy chú ý đến hình ảnh của Lục Vân Tiên này. Lục Vân Tiên khi gặp Kiều Nguyệt Nga này. Ngay sau khi mà chúng ta phân tích xong, chúng ta có kết quả của cuộc chiến đấu giữa Vân Tiên và toán cướp thì chúng ta sẽ thấy được rằng là dẹp rồi lũ kiến tròm ong, hỏi ai than khóc ở trong xe này, đúng nhỉ? Sau khi mà dẹp tan bọn giặc thì Lục Vân Tiên đã có cái hành động đó chính là gặp Kiều Nguyệt Nga này, chúng ta sẽ có Lục Vân Tiên gặp. Tuy nhiên thì cái sự gặp gỡ của Lục Vân Tiên với Kiều Nguyệt Nga không phải là một cái sự thô bạo hay là những cái hành động rất là nhanh chóng, cương quyết như ở trận chiến đấu, và chúng ta sẽ thấy là dường như Lục Vân Tiên có một cái sự bình tĩnh lại. Và tác giả Nguyễn Đình Chiểu thì đã đưa đến cho chúng ta một cái cách ứng xử ở đây rất là lịch sự, đúng đắn và đầy đàng hoàng, đúng nhỉ? Khi mà biết là có tiếng khóc ở trong xe, dường như là một người con gái, một người phụ nữ, thì Lục Vân Tiên đã rất là lịch sự khi hỏi rằng là ai đang than khóc ở trong xe, đúng nhỉ? Chúng ta sẽ có nhá, khi gặp thì Lục Vân Tiên này lịch sự hỏi thăm này. Lục Vân Tiên hỏi thăm rằng ai than khóc ở trong xe này, đúng nhỉ? Và khi mà biết được rằng là người ở trong xe là một vị tiểu thư thì tác giả đã đưa đến cho chúng ta những cái lời hỏi thăm tiếp theo của Lục Vân Tiên đối với Kiều Nguyệt Nga. Tuy nhiên các bạn hãy chú ý một chút giúp câu, đó chính là ở trong cái phần này, khi mà chúng ta phân tích về việc là Lục Vân Tiên gặp Kiều Nguyệt Nga này, sau khi có những cái sự hỏi thăm, sau khi có sự an ủi để một tiểu thư con nhà lành đỡ đi những cái nỗi sợ, những cái nỗi hoang mang khi mà gặp phải một cái toán cướp rất là hung hăng, bạo ngược như vậy, thì Lục Vân Tiên lại có thể là có được những cái cách từ chối rất là tế nhị, đúng nhỉ? Kiều Nguyệt Nga thì đã gửi cho Lục Vân Tiên một chiếc châm vàng để có thể là tạ ơn chàng, nhưng chàng đã từ chối. Đồng thời thì Kiều Nguyệt Nga lại mời Lục Vân Tiên về nhà để cha mình có cơ hội báo đáp Lục Vân Tiên. Tuy nhiên chàng cũng từ chối, nói rằng là mình hành động là để hành hiệp trượng nghĩa, giúp đời, giúp dân, chứ không phải là vì một lời cảm ơn hay là sự cảm tạ nào cả, đúng nhỉ? Thì các bạn hãy chú ý, đó chính là cái hành động này của Lục Vân Tiên thì thể hiện đúng cái quan niệm của những người thời xưa theo một cái lý tưởng, đó chính là làm việc nghĩa là một cái lẽ sống của một chính nhân quân tử, chứ không phải là vì một cái vụ lợi cá nhân nào cả. Các bạn hãy chú ý nhé, ở đây thì chúng ta thấy được cái lý tưởng này, hay chính là một cái quan niệm của những người thời bấy giờ, đó chính là hành hiệp trượng nghĩa này, hành hiệp trượng nghĩa là cái việc cần làm, việc cần làm của một vị chính nhân quân tử, của người chính nhân quân tử này. Và chắc chắn rằng là cái hành động đó, cái việc làm đó thì không phải là vì một cái sự so đo tính toán hay là vì bất kỳ một cái giá trị vật chất nào, đúng nhỉ? Các bạn hãy chú ý, đó chính là không có mưu toan về vật chất này, như vậy thì chúng ta sẽ cùng đưa ra một cái số cái nhận xét về nhân vật Lục Vân Tiên này nhé. Sau khi mà chúng ta phân tích cả hai phần nhân vật Lục Vân Tiên ở cái hoàn cảnh là đánh cướp, và ở phần thứ hai đó chính là gặp gỡ với nhân vật Kiều Nguyệt Nga, thì chúng ta thấy được rằng là Lục Vân Tiên thể hiện lên với chúng ta tất cả những cái phong thái chính trực, đường hoàng, lịch sự của một nho sinh, đúng không? Chúng ta sẽ có này, phong thái chính trực này, đường hoàng này, lịch sự này của một nho sinh. Tuy nhiên nho sinh ở đây không phải là một người mà chỉ biết học chữ, không phải là một người mà trói gà không chặt, mà chúng ta sẽ thấy được rằng là nho sinh này còn thể hiện lên những cái phong thái, những cái hành động của một người anh hùng, đúng nhỉ? Các bạn sẽ thấy được rằng là đây là một cái nhân vật mà trọng nghĩa khinh tài, và đồng thời thì thể hiện lên những cái hành động, những cái phong thái của một người anh hùng nữa. Chúng ta sẽ có Lục Vân Tiên sẽ hành hiệp trượng nghĩa này, hành hiệp trượng nghĩa, và đặc biệt hơn cả đó chính là cái tư tưởng trọng nghĩa khinh tài này. Cái tư tưởng trọng nghĩa khinh tài ở Lục Vân Tiên được thể hiện rất rõ qua việc là từ chối cái vật chất mà Kiều Nguyệt Nga muốn cảm tạ, đồng thời thì cũng từ chối lời mời về thăm nhà của Kiều Nguyệt Nga để được cha của nàng cảm tạ, đúng không? Như vậy thì các bạn đã thấy rõ được những cái phong thái, những cái hành động, những cái nét phẩm chất tốt đẹp của Lục Vân Tiên rồi. Đồng thời thì qua đó các bạn cũng hiểu rõ được tư tưởng của Nguyễn Đình Chiểu khi mà xây dựng nên nhân vật lý tưởng này, đúng không? Ngay sau đây thì chúng ta sẽ chú ý đến nhân vật Kiều Nguyệt Nga. Nếu như có anh hùng thì phải có mỹ nhân, đúng không? Vậy thì các bạn hãy chú ý xem rằng là khi tác giả đã xây dựng lên một nhân vật lý tưởng của người anh hùng rồi thì chúng ta hãy cùng chú ý xem rằng mỹ nhân mà tác giả muốn xây dựng lên thì có những cái nét đẹp như thế nào nhé. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng phân tích đến nhân vật thứ hai ở trong tác phẩm này, đó chính là nhân vật Kiều Nguyệt Nga nhé. Các bạn sẽ thấy được rằng là nhân vật Lục Vân Tiên được tác giả Nguyễn Đình Chiểu xây dựng là một nhân vật hình mẫu lý tưởng của người anh hùng, hành hiệp trượng nghĩa giúp đời. Tuy nhiên thì lại có tri thức, là một người thư sinh nho nhã, lịch sự nữa, đường hoàng nữa, đúng nhỉ? Ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng chú ý xem rằng là nhân vật mỹ nhân được tác giả Nguyễn Đình Chiểu đưa đến cho chúng ta ở trong tác phẩm này là như thế nào. Đầu tiên chúng ta hãy cùng chú ý đến xuất thân của nhân vật Kiều Nguyệt Nga nhé. Chúng ta sẽ có xuất thân này. Nhân vật Kiều Nguyệt Nga ở trong tác phẩm này được tác giả đưa đến đó chính là con gái của quan tri phủ này, xinh đẹp, hiếu thảo, thùy mị và nết na này. Chúng ta hãy chú ý là con gái của quan tri phủ, là con gái quan tri phủ này. Đồng thời thì rất là xinh đẹp này. Chúng ta có xinh đẹp, hiếu thảo, thùy mị, nết na này. Đây là những cái phẩm chất tiêu biểu, những cái phẩm chất đáng mơ ước, đáng ngưỡng mộ của một người con gái trong thời kỳ phong kiến, đúng nhỉ? Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng chú ý đó chính là nhân vật Kiều Nguyệt Nga ở trong đoạn trích này thì không được đưa đến trong cái việc là miêu tả về hình thức vẻ bề ngoài. Tuy nhiên thì tác giả lại đưa đến cho chúng ta cái hành động, cái lời nói của nhân vật. Vậy thì các bạn hãy chú ý đến lời nói của Kiều Nguyệt Nga nhé. Qua cái lời nói này thì có thể thể hiện được cái phẩm chất, cái bản chất của con người. Các bạn chú ý này, cách xưng hô của Kiều Nguyệt Nga. Đầu tiên đó chính là cách xưng hô này. Thì Kiều Nguyệt Nga xưng hô với Lục Vân Tiên đó chính là những cái từ ví dụ như là tiện thiếp này, quân tử này, đúng không? Chúng ta có từ tiện thiếp này. Đó là một cái cách nói khiêm tốn về bản thân mình, đúng không? Và đồng thời thì gọi Lục Vân Tiên là quân tử. Thì ở đây chúng ta thấy được rõ ràng cái thái độ của Kiều Nguyệt Nga đó là một cái thái độ rất là khiêm tốn khi nói về bản thân mình. Tuy nhiên thì lại rất là kính trọng đối với người mà đã có ơn cứu mạng với mình, đúng không? Tiếp theo thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái cách xưng hô của Kiều Nguyệt Nga còn thể hiện được cái sự mực thước của con người khi mà đã có cái lòng cảm kích trước một người anh hùng đã cứu giúp mình, đúng nhỉ? Tiếp theo thì các bạn sẽ thấy được rằng là qua cái cách xưng hô này thì chúng ta còn thấy được tính cách của Kiều Nguyệt Nga qua cái hành động muốn trả ơn cho Lục Vân Tiên nhé. Chúng ta thấy hành động muốn trả ơn cho Lục Vân Tiên này. Cái hành động muốn trả ơn cho Lục Vân Tiên được thể hiện ở chỗ đó chính là Kiều Nguyệt Nga biết, Kiều Nguyệt Nga luôn ghi nhớ rằng là Lục Vân Tiên là người đã có ơn cứu mạng với mình. Vì vậy nên là nàng còn chú ý hơn nữa về việc là Lục Vân Tiên là người đã cứu cả một đời con gái của mình, đúng nhỉ? Vì vậy nên là có cái sự cảm kích, đồng thời thì cũng luôn luôn nhớ cái ân tình mà Lục Vân Tiên đã dành cho mình. Đấy, các bạn hãy chú ý, Kiều Nguyệt Nga thì muốn trả ơn vì Lục Vân Tiên đã cứu mạng và cứu cả một đời con gái của mình. Và ở đây các bạn sẽ thấy được rằng là khi mà Lục Vân Tiên từ chối những cái lời cảm tạ, từ chối cái hành động trả ơn của Kiều Nguyệt Nga thì trong lòng Kiều Nguyệt Nga đã ghi nhớ, đã dành cho Lục Vân Tiên một tấm chân tình rồi. Các bạn chú ý một chút giúp cô cái chi tiết đó chính là khi mà Lục Vân Tiên có cái hành động rất là lịch sự, có hành động rất là đường hoàng, khi nói với Kiều Nguyệt Nga rằng là tiểu thư thì hãy cứ từ từ, khoan khoan, cứ ở trong kiệu đã và đừng vội ra, đúng không? Thì đây là một cái hành động mà theo tư tưởng phong kiến đó chính là nam nữ thụ thụ bất thân. Thì Lục Vân Tiên đã nói rằng là khoan khoan ngồi đó chớ ra, nàng là phận gái, ta là phận trai. Thì ở đây tác giả đã đưa đến với chúng ta một cái tư tưởng của phong kiến rất là rõ ràng để có thể khẳng định cái sự lịch sự, cái sự đường hoàng của Lục Vân Tiên, đúng nhỉ? Tuy nhiên thì có nhiều người sẽ hiểu lầm rằng là Kiều Nguyệt Nga là một người nóng vội, hấp tấp chẳng hạn, khi mà muốn ra ngay để gặp gỡ với Lục Vân Tiên. Tuy nhiên các bạn cần chú ý ở trong trường hợp này đó chính là đối với một cái người mà đã cứu giúp, đã cứu mạng, đã cứu cả một cuộc đời con gái của mình thì rõ ràng rằng là cái thái độ muốn nhanh chóng được gặp ân nhân cứu mạng của mình để có thể tạ ơn của Kiều Nguyệt Nga ở trong trường hợp này là một cái hành động, một cái thái độ mà hợp tình hợp lý, rất là hợp với lẽ tự nhiên thôi, đúng nhỉ? Vì vậy nên là cô sẽ không nhắc đến cái điều này khi mà phân tích về nhân vật Kiều Nguyệt Nga nữa nhé. Chúng ta sẽ có này, sau khi mà phân tích về xuất thân, về lời nói cũng như là hành động trả ơn của Kiều Nguyệt Nga thì chúng ta sẽ cùng nhận xét về nhân vật này nhé. Chúng ta có nhận xét này. Chúng ta sẽ thấy được rằng là tác giả Nguyễn Đình Chiểu thì có một cái dụng ý nghệ thuật khá là toàn vẹn khi mà đưa đến cho chúng ta một cái cặp nhân vật anh hùng và mỹ nhân ở trong cái đoạn trích này, đúng không? Anh hùng thì luôn luôn cùng đi song hành cùng với mỹ nhân, và chúng ta thấy mỹ nhân ở trong trường hợp này là một nhân vật trọng tình này và đã có cái tư tưởng đó chính là sẽ gắn bó cả cuộc đời mình với Lục Vân Tiên. Mặc dù là con gái khuê các, mặc dù là chưa có sự ước hẹn gì đâu, tuy nhiên mới chỉ có cái hành động là một người đã cứu mạng, cứu vớt một đời con gái của mình thì nàng đã tự nguyện gắn bó của cả cuộc đời mình với Lục Vân Tiên rồi, đúng nhá. Các bạn sẽ thấy Kiều Nguyệt Nga là một người con gái không chỉ là thủy mị đâu. Thủy mị này, trọng tình này. Đồng thời có một điều đặc biệt đó chính là nàng thì đã nguyện gắn bó cả cuộc đời này. Cả cuộc đời với Lục Vân Tiên. Và đây là một cái tư tưởng rất là tiến bộ, đúng không nhỉ? Nàng vì cảm mến hành động, vì cảm mến cái đức tính tốt đẹp của Lục Vân Tiên mà nguyện gắn bó cả cuộc đời mình với Lục Vân Tiên. Như vậy là cô đã hướng dẫn để các bạn có thể phân tích được cả về nhân vật Lục Vân Tiên và cả nhân vật Kiều Nguyệt Nga rồi. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần ba la mã, đó là tổng kết nhé. Các bạn sẽ có phần ba la mã này, chúng ta cùng tổng kết về tác phẩm này. Trong phần tổng kết này thì các bạn chú ý giúp cô cả hai nội dung, đó chính là điểm đặc sắc về nội dung cũng như là về nghệ thuật nhé. Đầu tiên các bạn cần phải chú ý một nhỏ, chúng ta có nội dung này. Cô sẽ ghi tắt ở đấy cho các bạn phần nội dung này. Trong phần nội dung này thì các bạn chú ý giúp cô đó chính là tác giả đã xây dựng với chúng ta về cái hình ảnh của Lục Vân Tiên cứu đời, cứu người. Và qua cái hành động này thì đã thể hiện cái khát vọng của tác giả, đúng nhá. Các bạn hãy chú ý này. Tác giả xây dựng hình ảnh Lục Vân Tiên tài ba, dũng cảm, trọng nghĩa khuyên tài, và khi mà xây dựng với chúng ta hình ảnh của Lục Vân Tiên như thế này thì tác giả đã đưa đến với chúng ta một cái tư tưởng, một cái khát vọng, đó chính là khát vọng hành đạo giúp đời, đúng không? Chúng ta hãy chú ý đến khát vọng hành đạo giúp đời này. Đồng thời thì chúng ta sẽ có chú ý đến nhân vật Kiều Nguyệt Nga. Cô sẽ viết tắt tên nhân vật ở trong trường hợp này nhé. Nhân vật Kiều Nguyệt Nga là một cái nhân vật hiền hậu, nết na và ân tình. Và đây là một trong những phẩm chất rất là đáng quý của một người con gái, một người phụ nữ trong thời kỳ phong kiến xưa, đúng nhá. Nhân vật Kiều Nguyệt Nga là một nhân vật ân tình này, hiền hậu và nết na này. Tiếp theo thì các bạn hãy chú ý, đó chính là ngoài việc là xây dựng với chúng ta một cặp nhân vật rất là tiêu biểu ở trong phần nội dung, thì chúng ta hãy chú ý đến nghệ thuật của tác phẩm này nhé. Đây là một đoạn trích rất là tiêu biểu ở trong tác phẩm Lục Vân Tiên. Vì vậy nên là khi mà nhắc đến những cái nghệ thuật tiêu biểu ở trong đoạn trích này thì chúng ta cũng sẽ biết được một số những cái nghệ thuật tiêu biểu của cả tác phẩm. Đầu tiên thì các bạn hãy cần chú ý đến việc đó chính là tác giả thì đã khắc họa nhân vật. Nghệ thuật khắc họa nhân vật này. Tác giả thì không đưa đến cho chúng ta những cái lời nói, những cái lời miêu tả trực tiếp. Ví dụ như là nhân vật Lục Vân Tiên là một nhân vật anh hùng lắm, có dáng vẻ ngoài thư sinh nhõ nhã lắm. Hay là cái hành động của chàng thì thể hiện được cái điều gì, mà tác giả đưa đến với chúng ta tất cả đều là hành động của nhân vật. Và từ những cái hành động của nhân vật đó thì người đọc có thể tự nhận xét về những cái phẩm chất tốt đẹp của nhân vật, đúng nhỉ? Ví dụ như là nhân vật Lục Vân Tiên thì không hề có cái sự toan tính gì cả, mà ngay lập tức xông vào toán cướp để có thể giúp đời, giúp người. Thì đó là một cái hành động thể hiện cái bản lĩnh và sự anh hùng của chàng rồi. Tiếp theo thì các bạn hãy chú ý, đó chính là ngôn ngữ. Có một điều các bạn sẽ thấy được rằng là có rất nhiều từ ở trong trường hợp này. Có đến 24 phần chú thích ở trong bài này đưa đến cho chúng ta những cái từ cần phải giải thích nội dung ý nghĩa. Và các bạn sẽ thấy được rằng là ngôn ngữ tác giả Nguyễn Đình Chiểu sử dụng ở trong tác phẩm này là ngôn ngữ đậm chất Nam Bộ nhé. Đậm chất Nam Bộ này. Và với cái ngôn ngữ như thế này, với cái cách kể chuyện như thế này thì tác giả đã đưa đến với chúng ta, đặc biệt là những cái người dân Nam Bộ, những cái câu chuyện, những cái cuộc sống hoặc là những cái tư tưởng rất là thân quen đối với cuộc sống của người dân, đúng nhá. Cô sẽ chỉ liệt kê, cô sẽ chỉ đưa ra với các bạn hai cái nghệ thuật tiêu biểu như vậy thôi. Còn nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm nữa về nội dung cũng như là những cái nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm ở Lục Vân Tiên này thì các bạn có thể đón đọc những cái nội dung tiếp theo, hoặc là đón đọc nội dung toàn bộ của chuyện này để có thể tìm hiểu thêm nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái buổi học lần sau. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.